Đây dãy nhà rất nhiều khách về ở rồi để cô chú anh chị, thì em vào em quay cho cô chú anh chị xem cái mẫu nhà luôn nha. Đây từ ngoài vào của mình nha. Đó, vào thì mình sẽ có được khoảng không gian của phòng khách nè. Đây là của nhà vệ sinh nha. Rồi đây là chỗ để máy giặt, đây bên đây là chỗ để tủ lạnh, và đây là cái tủ bếp trên bếp dưới của mình nha. Rồi cầu thang thì sẽ làm bằng kính và gỗ, kính cường lực và gỗ nha. Chân cầu thang thì mình sẽ làm bằng đá hoa cương, và mình xem cái khu nhà ha. Đó, một vòng quanh khu nhà. Nhà thì cầu thang là 1 mét rất rộng rãi, mình có thể di chuyển đồ nên rất là thoải mái nha cô chú anh chị. Thì ở trên đây thì mình sẽ có được 2 phòng ngủ ha. Cầu thang lên mình sẽ có được một phòng ngủ phía sau, có cái cửa sổ phía ngoài đây, và khoảng không gian của nhà vệ sinh, khoảng không gian của kính để lavabo ha. Và đây là cái phòng ngủ phía trước. Đó, nhà như thế này ha. Rồi đây, nhà thì mình về cô chú anh chị sẽ được tặng nội thất và cũng như là tặng vàng lọc để cô chú anh chị về nhà ở cho may mắn nha. Rồi đây, bên đây thì mình sẽ có được rất là nhiều nhà người ta đã về ta ở rồi nha. Đó, rất là nhiều nhà về ở. Cô chú anh chị nào quan tâm cái mẫu nhà này thì mình được trực tiếp chủ đầu tư và đơn vị xây dựng và bán trực tiếp. Bên mình thì quay cập nhật liên tục cái khu vực nhà này. Thì hiện tại ở đây chỉ còn có khoảng tầm 4 căn cuối cùng thôi cô chú anh chị. Còn những căn kia thì mình đã bán hết rồi cô chú anh chị. Bán hết rồi. Đây, căn này khách đã về ở nè. Căn này khách cũng mua rồi. Căn dưới đó khách cũng về ở rồi. Bên đây cũng khách cũng về ở hết rồi ha. Đó, khách về ở, khách làm cửa nè. Trên thì khách cũng về ở, mấy căn này khách về ở hết rồi. Đó. Bên đây cũng có khách mua rồi. Mấy căn đầu là khách mua hết rồi, những căn đầu. Còn căn góc 2 mặt tiền nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào quan tâm thì có thể liên hệ em. Em dẫn đi xem thực tế cái mẫu nhà nha. Và bên em là chính chủ trực tiếp chủ nên giá sẽ rẻ nhất cho cô chú anh chị. Rồi xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Nhớ đăng ký kênh, bấm chuông, bấm like để xem nhiều mẫu nhà nha. Rồi dưới cái phần bình luận em có để nhiều cái mẫu nhà, link nhiều mẫu nhà. Cô chú anh chị có thể bấm vào phần mô tả, phần bình luận để xem nhiều cái mẫu nhà khác của bên em nha. Tại vì em up những cái mẫu nhà này em bán rồi thì em sẽ tắt nghe cô chú anh chị. Rồi xin cảm ơn cô chú anh chị ạ.